rất sản phẩm đường phố. Sách cho phong đường phố phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ok ok. Qua đây đứng đầu để thấy cái này nè. Đặt sách cho phong miễn phí xong mà tặng khẩu trang miễn phí. Hành khách hảo tâm có thể bỏ tiền hảo tâm.